Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ngày hôm nay. Vì sao xe VinFast bốc cháy tại phòng trưng bày tại Đức? Trong thời gian vừa qua, người dân Đức và cộng đồng người Việt Nam tại Đức và châu Âu rất ngạc nhiên về việc vì sao xe VinFast tự nhiên khi họ trưng bày trong phòng trưng bày của hãng xe tại thành phố Quên, là thành phố rất lớn ở phần phía tây của nước Đức, nơi có vẻ rất sang trọng, nhưng mà những chiếc xe đó của VinFast trưng bày trong đó thì có những chiếc xe tự nhiên bị bốc cháy một cách hết sức khó hiểu, và giữa ban ngày, và cái việc bốc cháy của những chiếc xe điện này lại càng nguy hiểm hơn khi nó nằm trong những cái phòng trưng bày khép kín ở trong cái khu trung tâm thương mại mua bán rất lớn của Đức và làm tắc nghẽn giao thông ở khu vực này. Xe chưa đi mà đã bốc cháy như vậy thì điều đó chứng tỏ chất lượng của xe VinFast phải xem lại, và ông Phạm Nhật Vượng phải xem lại vì sao những chiếc xe chỉ nạp điện không chạy để trong phòng trưng bày mà cũng tự bốc cháy. Nhiều người đặt câu hỏi rằng khi họ mua những chiếc xe như vậy, nếu họ để ở gara dưới hầm nhà, khi mà cả gia đình của họ ngủ ở tầng trên thì sẽ rất nguy hiểm, bởi vì ban đêm họ sạc điện vào xe ô tô mà xe đột ngột bốc cháy, họ không ai biết cả, thì có thể cháy cả nhà và gây hậu quả tai hại là những cái người mà ngủ ở trong cái khu nhà đó có thể sẽ bị chết cháy hoặc bị ngạt mà rất là khó cứu chữa. Nhất là đối với tình hình phòng cháy chữa cháy ở Việt Nam thì càng nguy hiểm hơn, vì họ thường ít có hệ thống báo cháy ở trong những khu nhà cá nhân của họ khi họ ở như vậy, rất nguy hiểm. Và dư luận Đức cũng sững sờ. Nhiều người đặt câu hỏi, Việt Nam từ trước đến nay chưa hề có tên tuổi gì trong cái việc mà sản xuất chế tạo, đặc biệt là chế tạo một cái ngành rất khó như là ô tô, bởi vì nó phải thường xuyên nâng cấp, cập nhật phần mềm, cập nhật phần cứng, tức là những cái mẫu mã xe. Đây, như các bạn đã thấy ở đây, đây là nơi trưng bày những xe Skoda thôi, của tức là một công ty con của hãng VW, họ sản xuất ở nước ngoài đưa về đây bán, nhưng họ cũng phải trải qua rất nhiều quy trình kiểm tra chất lượng cẩn thận trước khi đem bán cho người tiêu dùng, bởi vì khi mà anh bán như vậy không an toàn, gây ra cháy nổ, gây ra chết người thì sự đền bù thiệt hại là vô cùng lớn, và đặc biệt là tính mạng con người bị đe dọa, thì điều đó rất nguy hiểm khi hãng xe VinFast chưa thử cẩn thận mà đã đem xe VinFast điện sang Đức, sang Mỹ và các nơi khác, đặc biệt là ở Mỹ, bắt đầu đưa ra bán. Thế mà bên đấy mà chết người, cháy nhà thì sự kiện cáo, sự bồi thường có lẽ là ông Phạm Nhật Vượng sẽ sạt nghiệp vì những cái chuyện như vậy với 999 chiếc xe trong lần đầu tiên ông đưa đến. Thì bây giờ, lần đầu tiên tại nước ngoài đã có xác nhận rằng xe VinFast bốc cháy, tự bốc cháy trong phòng trưng bày. Đó là hôm ngày 20 tháng 3 năm 2023. Thì lực lượng cứu hỏa lớn đã được huy động đến khu vực Rudolfplatz ở thành phố Quên, tức là cái nơi mà ông Phạm Nhật Vượng cho xe VinFast trưng bày ở đó đến, để bởi vì họ nhận được cái cấp báo của những người dân xung quanh là có những đám khói rất lớn bốc lên từ trong một cái cửa hàng, nhưng mà đến nơi cảnh sát không thể mở được cửa vào bởi vì cửa đã bị khóa chặt. Thế thì như vậy, trường hợp mà cửa khóa chặt ở trong đám cháy bốc ra từ những chiếc ô tô như thế này nó rất nóng. Và vì phòng của Đức thì các bạn đã biết rồi, họ cách nhiệt, cách âm rất tốt, cho nên họ đóng kín. Mà phòng kín như vậy mà xe cháy ở trong khu vực phòng kín như vậy thì thậm chí là cái cửa còn chống va đập rồi rất là chắc chắn nữa, thì rất là nguy hiểm, và nhiệt độ có thể lên rất cao trong một thời gian rất ngắn, thì gây ra nhiều cái thảm họa khác nữa. Thế thì cứu hỏa khi họ đến nơi, họ không mở cửa được, bởi vì ở đấy không có ai cả, có lẽ không ai cả, cho nên cứu hỏa đã phải dùng cái phương tiện của họ, những cái búa thép lớn hoặc là những cái dụng cụ đặc biệt chuyên dụng cắt của cứu hỏa của Đức này, họ vào họ đập tan cái cửa ấy ra, để cái cửa ra vào, để họ xông vào đó để họ xịt chất chữa cháy. Nhưng mà chữa cháy xe điện thì không phải đơn giản như chữa cháy xe xăng hoặc xe dầu, bởi vì là đó là những cái có những cái quy chuẩn rồi. Nhưng mà xe điện mà cháy thì rất kinh khủng, và cái chất để chữa cháy xe điện cũng rất phải đặc biệt. Và khi mà những cái pin lớn ở trong cái xe điện đó của xe VinFast nó cháy á, nếu nó cháy á, thì nó sinh nhiệt rất lớn. Và các bạn chứng kiến rất nhiều những cái video miêu tả những cái xe điện khác nhau đã bốc cháy ngùn ngụt, nó thậm chí nó nổ như thế nào, bởi vì dòng điện ở trong đấy là rất lớn.
Và khi mà cháy như vậy thì những cực điện và những cái pin đó nó chảy, nó phân rã ra thì nó sinh ra nhiệt rất lớn, bởi vì nó lưu trữ cái năng lượng rất lớn ở trong những cái khối pin đó, mà lại cháy trong một cái nhà, một phòng trưng bày kín như thế. Thì đấy là cái điều mà đã xảy ra vào thời gian ngày 20 tháng 3 năm 2023 vừa rồi tại thành phố Quên. Và lập tức là những cái đường phố xung quanh như thế này, các bạn nhìn thấy cái đường phố xung quanh như thế này, thì cảnh sát và đặc biệt là cứu hỏa họ đã phải phong tỏa cái nơi mà xe ô tô qua lại gần, quá gần cái khu xe trưng bày của VinFast đang cháy. Và có một số tờ báo của Đức cũng đã đăng cái thông tin này, tất nhiên họ đăng bằng tiếng Đức, và tờ Thời báo.de sẽ dịch ra bằng tiếng Việt để cho các bạn cùng xem. Thì chúng ta thấy hình ảnh trong cả cái quang cảnh phía trước cái khu vực mà trưng bày xe VinFast ấy, thì nó tan hoang, người ta phải căng dây ra và phun nước, và không ai được phép lại gần, chứ không phải tò mò như ở Việt Nam đâu đó là có thể xông vào chụp ảnh quay phim được. Không, ở Đức này khi mà cấp cứu hoặc là chữa cháy hoặc là cảnh sát họ làm cái nhiệm vụ của họ thì họ yêu cầu những cái người dân phải đứng cách xa một cự ly nhất định và không được phép là đến gần, bởi vì nó gây nguy hiểm. Nhất là xe điện mà lại cháy trong cái phòng như thế thì rất là đặc biệt, bởi vì từ trước Đức cũng chưa từng diễn ra xảy ra cái chuyện mà ô tô chưa chạy gì cả, mới trưng bày, mất nhất là xe điện mà lại bị cháy như thế. Thì tất nhiên là những cái người tò mò là không được phép vào, họ đứng rất xa. Cho nên là một số cái hình ảnh ấy mà báo chí Đức đã đăng tải mà chúng tôi cũng sẽ đưa lên, thì các bạn chỉ thấy là cái khung cảnh cả cái khu đằng trước của cái cửa hàng VinFast này á, thì là bị phong tỏa hết, không ai ra vào được, chỉ thấy như có nước, những cái chất xịt chống cháy đó nó chảy ra ngoài thôi. Thì đây là một cái thiệt hại rất lớn cho cái công ty VinFast này, đặc biệt là về thiệt hại về cái uy tín, chất lượng của xe VinFast, khi họ luôn luôn ca ngợi rằng tự hào Việt Nam, xe sản xuất ở Việt Nam, rồi là hiện đại, rồi và nhiều cái thứ khác nữa, nhưng cuối cùng thì chưa chạy thì đã cháy. Thì nó cũng gây được cái trò cười cho cái người dân ở Đức ở đây. Và có một số cái người Việt Nam ở đây, ở gần đây là có khu chợ Đồng Xuân, một số người Việt Nam ở đây, trước đây chúng tôi cũng đã quay cái cảnh mà xe VinFast họ không mở được cửa và họ mang xe sang đây trưng bày, nhưng mà là họ phải kéo buộc cái dây vào cái lẫy cửa để họ giật ở dưới gầm xe, chỗ cái lốp xe để có thể mở được cửa. Thì đấy là phát hiện ra những cái trò nó rất là thô sơ, nó giống như người ta đi bẫy chim để mở một chiếc xe điện VinFast ra. Thì đấy là cái điều mà cũng ít có người Đức nữa tưởng tượng được, là khi đem xe đi trưng bày mà cái cửa còn không mở được thì nói gì để nó chạy. Thế nhưng mà một số người Việt Nam ở đây á, thì lại cũng lại không hiểu sao, không biết họ mua thật hay là không, nhưng mà họ cũng có đặt tiền, mỗi người đặt 150 euro để đặt tiền. Hình như có vài người đặt tiền để hy vọng rằng đến cuối năm 2022 vừa rồi á, thì có thể nhận được những chiếc xe VinFast đó ở Đức này. Nhưng mà cho đến nay thì VinFast mới chỉ trưng bày ở Đức và cũng chưa thấy chạy ra ngoài đường. Ở Berlin cũng có một cửa hàng nhưng mà họ dán kính kín hết và không cho ai vào. Ở đấy chỉ có hình ảnh dán bên ngoài thôi, nhưng không có xe. Chỉ có thành phố Quên thì có xe trưng bày, xe thật. Thế nhưng mà rất tiếc là lại bị cháy. Và chính cái vụ cháy này của xe VinFast diễn ra ở ngay cái cửa hàng nằm ở trung tâm thành phố Quên, là cái nơi mua sắm ấy. Rất là nhiều đường phố xung quanh như thế này đã bị chặn lại. Và ở cái giờ đấy cũng là giờ cao điểm rồi, giờ buổi sáng, rất nhiều xe phương tiện ô tô đi lại, xe cấp cứu, xe cứu hỏa, các loại xe khác, là rất là đặc biệt là những cái xe người ta đi làm, đi công việc mà bị chặn hết lại. Thì gây ra cái ùn tắc nghiêm trọng ở cái trung tâm thành phố Quên, ở cái chỗ khu vực mà có cái xe VinFast, có cái thuê cửa hàng đã cháy. Nhưng mà cũng không hiểu rằng tới đây những cái tiệm cửa hàng khác liệu họ có cho VinFast thuê để trưng bày xe thật nữa hay không. Bởi vì nếu mà trưng bày xe thật như vậy thì lại có thể diễn ra cái trường hợp bốc cháy tiếp khi cái lỗi này chưa được phát hiện, chưa được sửa chữa. Mà sửa lỗi không đơn giản, bởi vì đầu tiên anh phải biết là nó hỏng, tại sao nó bị bốc cháy như thế. Có phải là do điện khi anh nạp vào mà nó đến cái mức đầy pin rồi nhưng mà nó không dừng, nó tiếp tục nạp tiếp, và cái pin đó nó sẽ nóng dần lên đến mức là bốc hỏa, bốc cháy luôn. Thì đấy là cũng có thể là cái trường hợp xảy ra đối với xe VinFast vừa qua. Nhưng cũng có thể là do chập điện ở trong những cái cục pin đó, nó có nhiều cái mô đun khác nhau để ghép lại thành một cái khối pin lớn, thì chất lượng nó kém. Có thể pin của Trung Quốc chẳng hạn, họ sản xuất với cái giá thành rẻ, tốc độ nhanh thì nó kém thì nó chỉ như thế thôi, và có thể rất dễ xảy ra cháy nổ. Và hiện nay thì cảnh sát Đức thì họ vẫn xác nhận rằng là cái ô tô đấy là bị cháy là do lỗi kỹ thuật, rất rõ ràng như vậy, chứ không phải là do ai đốt phá cả.
đấy, cảnh sát Đức có xác nhận rồi. Thì các bạn có thể xem trên trang thời báo.de để biết bài báo đó, thậm chí biết cái thông tin đó một cách cụ thể hơn nữa. Và cái cửa hàng mà có chiếc xe VinFast bị bốc cháy ở trong đó thì nó cũng chỉ mới khai trương vào tháng 12 năm 2022 thôi. Thì sau đó là 3 tháng bốc cháy. Đấy, thì họ mới thuê được có 3 tháng thôi. Thì đây là cái điều mà cũng rất lạ. Thế không biết là họ thuê như vậy thì họ trưng bày bán cho ai, ai thử. Nhưng mà rõ ràng xe thì không được chạy ngoài đường, mà trưng bày thì đã bốc cháy chỉ sau có 3 tháng. Thế khi mà thực tế nếu mà cái lỗi này mà không được sửa chữa, không được kiểm tra cẩn thận, thì có thể có những cái người Đức ở đây họ không biết, họ mua xe giống như ở đây họ mua xe chẳng hạn. Họ mua xe rất là đơn giản vì họ cứ nghĩ rằng xe bán như vậy là cũng phải đảm bảo chất lượng rồi. Họ đi thì có thể gặp trục trặc ở giữa đường, xe đang đi giống như một số nơi ở Việt Nam họ đã thử rồi, đang đi tự nhiên nó dừng, nó báo là pin nóng quá, nó dừng, rồi báo là nhiều cái vấn đề khác về phanh, về nhiều cái vấn đề khác nữa. Thì đấy là cái sự rất là nguy hiểm đối với tính mạng. Mà bây giờ thì cái lỗi rất nghiêm trọng là đang xe đang để trong gara không có chạy gì cả, tự nhiên bùng bốc cháy. Thì cái lỗi này là rất nghiêm trọng, bởi vì không biết nó cháy lúc nào, nó thích cháy lúc nào thì nó cháy. Và đấy là cái nguy hiểm, bởi vì cháy thì đi kèm với tính mạng con người. Ở trong những cái khu nhà như vậy, ở trong những tầng hầm xe bên Đức ấy, thì họ hay rất để ở trong tầng hầm, rất để nhiều trong tầng hầm, tức là tiếp gara tầng hầm. Ở trong đấy để hàng trăm xe, thậm chí nhiều trăm xe nữa, để trong những sân bay, bến cảng nhiều lắm. Thế thì khi mà xe bốc cháy như vậy thì nó sẽ lan ra những cái xe khác bên cạnh rất nhanh. Nó tạo cái sự nguy hiểm, và cả những cái cao ốc đó ở trên là rất đông người ở, hoặc là những cái trung tâm mua sắm đó thì đông người qua lại, thì nó nguy hiểm, rất nguy hiểm. Thì cái này thì ông Phạm Nhật Vượng phải xem xét lại, đội ngũ kỹ thuật của VinFast phải xem xét lại. Không nên vì quá vội vàng, không nên vì thành tích, cũng không nên vì cái tự hào Việt Nam rồi những cái thứ nọ kia mà đem xe ra vội vàng để đưa ra nước ngoài để bán, thì sẽ gặp những cái điều tai nạn rất nguy hiểm, và nó ảnh hưởng trực tiếp đến thương hiệu, thậm chí là đóng cửa luôn. Tức là những cái nước đó họ không cho phép những chiếc xe mà không an toàn như vậy tự nhiên cháy nổ như vậy để bán ở những nước họ nữa. Chứ người dân thì đương nhiên họ thấy cháy thì thực ra không ai mua cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, với bản tin vì sao xe VinFast tự nhiên bốc cháy tại Đức. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để chúng tôi luôn luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất đối với các bạn. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.